giả đang đến với chương trình Điều Con Muốn Nói. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 20h30 tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị khán giả, nếu như quý vị khán giả đã từng xem chương trình Điều Con Muốn Nói, hẳn là quý vị sẽ thấy đó là những điều rất thân thuộc trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Và nếu như quý vị khán giả đã là những phụ huynh thì càng thấu hiểu, đôi khi chúng ta chưa hiểu hết con của mình. Và nếu như chúng ta một lần nào đó được nghe trẻ bộc bạch hết tất cả những điều mà con suy nghĩ, những tâm tư, những tình cảm được giấu kín, và một ngày nào đó con chịu nói ra, thì lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng. Và hy vọng là chúng ta sẽ được tận hưởng điều này. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả hãy cùng Ốc Thanh Vân chào đón một người bạn đồng hành của Điều Con Muốn Nói. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thạc sĩ tâm lý Tô Nhi A. Cảm giác của ngày đầu tiên so với hôm nay như thế nào? Cảm thấy rằng là câu chuyện của các con không bao giờ lặp lại, không một bạn nào giống một bạn nào. Cho nên thôi, tốt nhất là hãy mang một tâm hồn trong veo, ngồi đây thôi. Còn bây giờ như thường lệ thì chương trình sẽ luôn có một chiếc hộp. Chiếc hộp này nhìn bên ngoài thì chúng ta sẽ thấy là nó rất là đẹp và lấp lánh thôi, nhưng bên trong nó sẽ ẩn chứa nhiều điều. Hãy cùng mở ra nhé. Ủa sao gọn gàng vậy? Rất đơn giản nha quý vị, cực kỳ đơn giản. Chỉ là một tờ giấy nhỏ thôi. Nếu con được gặp ba một lần nữa, con sẽ nói là ba ơi, ba ở lại với hai mẹ con đi, đừng đi đâu nữa hết. Chúng ta sẽ nghe một câu chuyện buồn. Cũng có thể là ông bố này vì một lý do gì đó đã buộc phải đi nơi khác, để lại hai mẹ con và bé rất là mong ba trở về. Thôi mà cũng đừng đoán đi. Bây giờ nó sẽ là chuyện vui hay chuyện buồn thì chắc là chúng ta phải gặp đúng cái người mà chúng ta được nghe hôm nay đã. Chúng ta sẽ cùng chào đón cô bé Thiên Kim. Mời con. Con chào cô Ốc Thanh Vân với lại cô Tô Nhi A. Rồi chào con. Mời con ngồi ở đây. Con ngồi xuống nha. Rồi đúng rồi. Cô xin phép là hồi nãy cô đã mở chiếc hộp ra và thấy cái tờ giấy này ở trong đó, có phải là lá thư của con viết không? Dạ phải. Đây có phải nét chữ của con không? Cô nghĩ là để con có thể chia sẻ thoải mái thì con ngồi đây với cô Ốc đi. Cô xin phép cô vào trong phòng rồi cái cô ra cô gặp Thiên Kim sau được không? Dạ được. Rồi cảm ơn con. Mời cô Ốc ở lại với bạn ấy. Để tôi nha vào trong đi, xíu mình gặp lại nhé. Coi như cô là một người bạn đi ha, một người bạn mới của con đi, lớn hơn con ha. Và cô cũng là một phụ huynh nữa, cô cũng có các em bé rất là dễ thương ở nhà. Dạ Thiên Kim nói cho cô nghe là tại sao con lại viết lá thư này. Dạ tại vì con nhớ ba. Con nhớ ba. Cô hỏi thêm chút nữa, nếu mà Thiên Kim trả lời được thì trả lời cho cô biết nha, là ba con đi đâu mà con nhớ ba nhiều vậy, mà sao con lại ghi là ba ở lại với mẹ con đi? Dạ ba con đi luôn. Ba con. Nhưng mà đi đâu? Ba con lên trời. Là ba con đã qua đời rồi hả? Dạ. Ồ cô xin lỗi. Tại vì cái cách con viết ở trong đây á, thì cô không có dám nghĩ đến cái chuyện nó xa xôi hơn, mà cô nghĩ là có thể là vì một lý do gì đó nên là ba buộc phải đi một nơi khác sống, và ba chưa có cơ hội để quay trở về nhà với con và mẹ của con. Chứ cô không có biết là ba con đã đi lên trời rồi. Nhưng mà tại sao vậy con? Tại vì ba bị bệnh hay sao con? Dạ không. Chứ ba bị làm sao? Ba tối ba đi nhậu rồi ba về quê, xong ba đụng xe. Là ba mất vì tai nạn giao thông. Lúc đó là Thiên Kim mấy tuổi con? Dạ con 3 tuổi. Bây giờ con mấy tuổi? Dạ con 8 tuổi. 5 năm đã trôi qua. Nhưng mà con tả cho cô nghe đi, là ba con là một người như thế nào? Dạ ba con là một người rất yêu thương hai mẹ con. Thì đó con muốn gì thì ba con cho đó. Nhưng mà lúc đó con có biết không? Con có biết là ba sẽ không tỉnh dậy nữa không? Dạ biết. Mẹ con nói. Rồi những ngày sau đó khi con nhớ ba quá, con muốn gặp ba quá thì con làm sao? Giờ ba đi rồi, bây giờ con làm sao giờ được? có những lúc nào mà con nhớ quá, con ước gì mà có ba con ngay lập tức lúc đó phải ở bên cạnh con không? Có. Thì lúc đó con làm sao, con có nói cho mẹ con biết cái điều mà con suy nghĩ không? Không. Tại sao con không nói? Cô nghĩ là nếu con nói là mẹ hiểu con mà. Chắc mẹ cũng rất là nhớ ba đó. Con sợ con nói ra thì mẹ con buồn. Nhưng con có bao giờ con thấy mẹ mình buồn vì chuyện này không? Dạ có. Cái lúc mà ở nhà con nhớ ba, thì cái lúc đó con nói mẹ, rồi mẹ nói con gì đến đây đừng có khóc nữa, ba mất rồi thì con đây đừng có nói ra nữa, nói ra nữa thì sẽ khóc. Lúc đó mẹ vừa nói mẹ vừa khóc. Cái câu đó là bé cũng hay rất là nói. Thế là bé thường xuyên. Dạ. Nhiều khi bé nói vậy thì đôi khi là nó là đã qua rồi, chứ con đừng nhắc nữa. Mà đôi khi mình cũng không có biết phải làm sao mà để né được cái sự đó, mình không thể nào mà giải quyết được. Sao mẹ nghĩ là mẹ muốn chọn cái cách né tránh cái thắc mắc của con? Tại vì cứ mỗi lần nhắc á, thì bé cứ khóc, cứ đòi thì mình đâu có thể nào đáp ứng được cái phần đó cho bé. Và trong suốt hơn 5 năm qua thì có bao giờ con được trả lời một cách rất là rõ ràng và điềm tĩnh từ phía người lớn xung quanh về việc ba như thế nào không? Dạ, từ lúc 3 tuổi thì bé cũng có hỏi. Thì nói rằng là khi nào con lớn đi, mi sẽ trả lời cho con biết. Nhưng mà cái câu đó cứ lặp đi lặp lại, bé cứ hỏi nhiều lần. Xong rồi nói thì bây giờ ba mất rồi, thì để ba trong tim chứ bây giờ đừng có nhắc. Con có hài lòng với cái cách trả lời đó của mẹ không? Đôi khi thì không hài lòng cũng phải là hài lòng. Có nghĩa là mẹ cũng không có muốn con nhắc nhiều tới chuyện này đúng không? Thật ra là cô hiểu mẹ. Tại vì bản thân mẹ cũng rất là đau đớn và chưa có chấp nhận được cái sự thật đó. Nên là khi mà con hỏi thì mẹ sẽ cảm thấy rất là đau. Mẹ không biết là những ngày sắp tới mẹ sẽ phải sống như thế nào khi không có ba con ở bên cạnh. Mẹ cũng không biết là con sẽ trưởng thành ra sao khi thiếu một người cha. Nghĩa là mẹ con có rất nhiều cái đau đớn và trăn trở mà mẹ con không thể nào nói hết với con và với những người khác được. Cho nên á, Thiên Kim, có thể là con rất là buồn khi mà mẹ nói là đừng có nhắc tới chuyện đó nữa. Nhưng mà con cũng hiểu cho mẹ đúng không con? Dạ. Có lúc nào mà con nhìn thấy mẹ buồn vì điều này, con muốn làm gì đó cho mẹ lắm nhưng con chưa làm được không? Cái lúc đó là con với mẹ ngồi nói chuyện, rồi tự nhiên mình nói con thấy mẹ buồn buồn sao, xong rồi con cũng không dám hỏi. Lúc đó con nghĩ là thôi kệ đi, cứ hỏi đi, lỡ mẹ bị gì sao. Con hỏi mẹ thì mẹ nói là không có gì đâu. Mà chứ lúc đó con lo cho mẹ, mà lúc đó con không có làm gì được. Cô Nhi A lo cái điều này thôi là thực sự mẹ có ổn không? Đôi khi chính mình cũng là người chưa sắp xếp được cảm xúc của mình, nên buộc mình phải nâng đỡ thêm cảm xúc của một đứa trẻ, nó quá sức. Cô chỉ đang lo điều đó. Mẹ có cảm thấy là chính mẹ cũng còn chưa ổn không? Cũng là như thế. Đôi khi sự việc có cứ nghĩ ra một lần. Cứ mới như ngày hôm qua, đôi khi là mình không có chia sẻ bất cứ được ai được cả, là cái gì mình cũng đã kìm nén chính bản thân mình thôi. Sau lưng đó là mình cũng là người trầm cảm vậy đó. Cho nên mình cũng muốn con mình đừng nhắc nữa. Đúng rồi, mình cũng muốn con mình thôi cứ để yên đó đi, bởi vì mẹ cũng chưa đối diện được đúng không? Nó không dễ một chút nào khi mà chúng ta phải vượt qua một nỗi đau. Nhưng mà nếu như mẹ không vượt qua, con sẽ không vượt qua. Mình không né tránh mà mình đối diện. mà mình đối diện, mình chấp nhận rằng đó là một quãng đời đã đi qua. Duyên của chúng ta nó ngắn và nó dừng lại ở chỗ đó. Thì khi mà mẹ đón nhận cái chuyện đó, nó tự tin như vậy á, thì mẹ cũng cho con đón nhận theo đúng cái điều đó. Có lúc nào con nhìn thấy ba con trong giấc mơ không? Dạ có. Con mơ làm sao vậy? Kể con nghe coi. Con mơ cái lúc đó là con với mẹ đi chơi. Rồi tự nhiên con thấy ba, cái xong con chạy lại, con định ôm ba, mà tự nhiên con chạy lại, tự nhiên không thấy ba đâu nữa. Được mọi điều, ngay cả khi mà mẹ từ chối không cho con nhắc về những người thân trong gia đình mà cụ thể là bố của con, thì có thể là đứa trẻ đó sẽ rất là giận mẹ, nhưng mà Thiên Kim thì hoàn toàn hiểu, tại vì con đã phải trải qua một cái nỗi đau rất là lớn, và cái nỗi đau này không gì có thể bù đắp được. Cô nghĩ rằng là mẹ nên, gọi là mẹ nên công bằng với con về thông tin. Tại vì mẹ biết không, Thiên Kim sẽ lớn lên mỗi ngày, và con sẽ càng không hài lòng về sự né tránh đó. Và có thể là con nảy sinh những cái điều khác nó không có lợi cho cả hai mẹ con. Ví dụ nha, chẳng hạn như cái cảm xúc của con khi con nhìn thấy một cái bạn khác có ba có mẹ, mà trong khi câu trả lời của con là ba con ở đâu nó không thỏa đáng, có thể nó làm cho con có những cái nhìn sai về cuộc đời. Có bao giờ mẹ thấy là con thể hiện cái sự thèm thuồng của mình lên hình ảnh của một người khác chưa? Dạ. Ở những sự kiện nào mà có liên quan đến gia đình em hoàn toàn né hết. Tại vì đến đó thì thấy là những đứa trẻ có ba dẫn đi chơi thì nó sẽ ngậm ngùi đứng nó nhìn, để em hiểu được cái cảm giác của bé nó nhìn nó đang muốn gì, mà nó đang muốn hỏi gì ngược lại mẹ nó nữa, là con muốn ba quay trở lại. Nhưng mà thực chất cái câu đó là không thể nào được. Mình không thể nào thay đổi được sự thật, những cái điều đớn đau hay những biến cố đã xảy ra với cuộc đời của mình. Mình không có cách nào khác là mình phải đối diện với nó. Con hiểu ý cô nói không? Dạ. Nhưng cô nghĩ là vẫn có một cách để giúp cho mình cảm thấy nguôi ngoai hơn, mình đỡ cái nỗi nhớ, cái nỗi khát khao được gặp người thân của mình, đó là mình sống thật tốt. Dạ. Nếu mà Thiên Kim là một em bé ngoan nè, hiểu chuyện nè, Thiên Kim học giỏi nè, và con vui vẻ yêu đời, thì cô nghĩ rằng là ở một nơi rất là xa, ở trên trời, ba của con sẽ thấy con có tin không? Con có nghĩ là ba con có thể nhìn thấy và dõi theo con không? Dạ. Bây giờ con nói cho cô nghe đi, cái điều gì làm cho con vui vẻ nhất? Cái điều cho con vui vẻ nhất là bây giờ với con mẹ, con chỉ mong là mẹ sống với con cả đời thôi. Con có nói về điều này với mẹ của con không? Dạ không. Con hiểu rồi, cho nên mẹ hãy cố gắng mạnh mẽ để đối diện với con. Cô nghĩ là mẹ của con đã nghe được rồi đó. Thì nó mình mạnh mẽ không? Đúng không? Thật ra là con cũng đã rất là mạnh mẽ. Thôi, mạnh mẽ lắm. Câu chuyện của Thiên Kim và mẹ Hữu Nghị ngày hôm nay cho chúng ta thấy một điều rằng là thực sự có những cái vết thương mà chính người lớn phải là cái người đối diện với nó đã. Và tâm hồn của những ông bố bà mẹ phải là những cái tâm hồn thực sự bình lặng và can đảm, thì chúng ta mới có thể giải quyết những cái vướng mắc trong lòng của con trẻ. Thực sự cái sự né tránh nó không phải là cách. Có điều là mình sẽ làm điều đó sớm hay là muộn thôi. Mình cũng tin là mẹ Hữu Nghị cũng hiểu cái điều này. Có điều là mẹ cũng đang lo sợ rằng là liệu cái thời điểm đó đã đến với Thiên Kim chưa. Nhưng mà khi con vẫn còn đau đáu với câu hỏi đó từng ngày, và con thực sự lớn lên mỗi ngày, cô Nhi A nghĩ là chúng ta hãy dần dần làm cái điều đó. Thôi thì sau những giọt nước mắt này là cái mà chúng ta đối diện. Còn rất nhiều cái lo toan, vất vả mà chúng ta phải gồng gánh. Nhưng mà con đường vẫn còn ở phía trước. Và chắc chắn là Thiên Kim chỉ có thể bước những bước dài khi mà có mẹ ở bên cạnh. Làm sao để hai mẹ con đi một đoạn đường thật là dài, thì đó là điều mà thật sự chúng tôi khát khao. Hiện nay là mẹ vẫn là một mình lo cho Thiên Kim. Dạ, hai mẹ con ông. Câu chuyện này cũng xảy ra 5 năm nay rồi. Một mình có phải là quá sức đối với mẹ không? Đôi khi thật sự là ức chế, không biết là mình sẽ hỏi ai là giải quyết công việc đó là đúng hay là sai. Đôi khi cũng muốn là suy rét mà muốn tự kỷ luôn á. Lúc đó mẹ làm sao để có thể thoát ra được? Thì đôi khi thì cũng chỉ một mình thôi. Đôi khi là đi đường, nhiều khi là cũng khóc một mình. Hôm tối con ngủ rồi mệt quá lại khóc một mình thôi. Nhưng qua bữa sau lại thì thôi, bắt đầu ngày mới mình bắt đầu lại bình thường thôi. Mình cũng phải đi tiếp, chứ mình không thể nào dừng được nữa. Thế là mẹ cũng chọn cái cách né tránh với chính mẹ. Có nghĩa là với những cái nỗi đau, với những cái tổn thương từ phía của mẹ, mẹ cũng không đối diện được. Cho nên là với những cái câu hỏi và thắc mắc của Thiên Kim, nó thực sự tạo nên một cái sự bất lực ở mẹ. Cho nên ngồi trong kia thì cô vẫn muốn rằng là chúng ta hãy bắt đầu từ phía của mình. Mình sẽ xả van của mình trước. Mình tìm một cái cách để mình đối diện một cách tự tin, bình thản với cái điều mà đã xảy ra. Và mình đem cái sự bình tĩnh đó mình trò chuyện với con. Bởi vì với ngày hôm nay khi mà Thiên Kim ngồi đây, trong rất nhiều câu chuyện của cuộc đời mình, con chọn cái câu chuyện này để con muốn nói. Điều này có nghĩa là nó thực sự là một cái điều con quan tâm. Và nếu như với những cái quan tâm căn bản đó mà con không có được câu trả lời, nó sẽ không hề tích cực cho cả hai mẹ con. Và chúng tôi hiểu rằng là cái tổn thương tâm lý này, để có thể bình ổn, nó không phải là chuyện đơn giản. Nó không phải là câu chuyện là tôi đói tôi ăn xong thì tôi giải quyết. Cho nên là nó đòi hỏi cái sự mạnh mẽ. Và cái việc mà mẹ Hữu Nghị phải xây dựng cho mình những cái mối quan hệ để mình có thể có một cái kênh để mình chuyển tải thông tin ra bên ngoài, nó rất là quan trọng. Tại vì nếu mà để một cô bé như Thiên Kim ở tuổi này á, mà con phải đối diện với nhiều cái giấc mơ trống tránh, hay là những giọt nước mắt phải rơi quá nhiều mỗi khi con muốn hỏi nhưng mẹ lại từ chối trả lời, thì nó cũng rất là tội nghiệp con. Mình hoàn toàn hiểu. Ở đây thì chúng ta hiểu theo cả hai phương diện, hiểu cho cả bé và hiểu cho cả mẹ. Nhưng hơn ai hết thì chính mẹ và bé phải tìm được cho mình câu trả lời. Và xin mời hai mẹ con, mình sẽ cùng xem một vài hình ảnh ngay sau đây, một lời nhắn nhủ ngay sau đây. Thiên Kim của ba là ba đây. Ba đang ở một nơi rất xa, rất xa. Đã lâu lắm rồi con không được nghe tiếng của ba, thấy mặt ba, và được ba cõng trên lưng như lúc nhỏ. Ba có rất nhiều điều muốn nói với con. Ba nhớ và thương con gái của ba vô cùng. Ba xin lỗi. Xin lỗi vì ba đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Ba cảm ơn con. Cảm ơn con vì con là một đứa bé ngoan, biết cảm thông và hiếu thảo. Con được thừa hưởng từ mẹ bản lĩnh và sự kiên cường. Nhìn thấy con tự tin, đầy năng lượng trong từng bước chạy, ba tin rằng con gái của ba sẽ vượt qua những lời chọc ghẹo. Con sẽ vượt qua những vết thương lòng vì thiếu bóng dáng của ba. Hãy vui vẻ và mạnh mẽ lên, con gái của ba. Ba yêu con nhiều lắm. Một cái lời nhắn nhủ giả định này có thể ngay lúc này làm cho con và mẹ cảm thấy nghẹn ngào và khóc rất nhiều. Nhưng sau ngày hôm nay, thì nó có thể tiếp thêm cho hai mẹ con động lực và sức mạnh, tin tưởng vào những điều vẫn còn chờ đợi mình ở phía trước. Thiên Kim giỏi lắm đó quý vị. Cô bé không có theo nghiệp để trở thành một nghệ sĩ múa chuyên nghiệp, và cũng không có tham gia quá nhiều những cuộc thi lớn. Nhưng mà con lại có một cái khả năng nhảy múa, và con cũng hay chỉ cho các bạn, các em nhỏ hơn mình, để các em cũng có cái niềm vui trong chuyện nhảy múa giống như con. Cô nghĩ điều đó rất là tích cực, con đang làm rất là tốt, và ba con muốn thấy con như vậy. Vậy thì tiếp tục như vậy nha. Dạ. Con tập nhảy nè, con nhảy thật là đẹp nè, xong rồi chỉ cho các em nữa nè. Lúc đó ba thấy như vậy ba sẽ rất là tự hào về Thiên Kim đó. Và cô cũng mong rằng sẽ không có bất kỳ một lời trêu chọc nào đến từ những người xung quanh. Tại sao lại có những thái độ kỳ thị hay là thắc mắc khi một người nào đó đã phải chịu thiếu hụt hơn mình? Đó là một cái sự bất nhẫn của xã hội, và vẫn mong rằng là những đứa trẻ và cả những người lớn của chúng ta thật sự phải nghiêm túc trong vấn đề này. Ngay lúc này cô chỉ mong là con sẽ biến cái nỗi nhớ thương ba thành động lực để con ngoan hơn, giỏi hơn và nhảy múa đẹp hơn nha. Mình high five nhé. Đồng ý nha. Bây giờ Thiên Kim con muốn nhảy không? Con có muốn nhảy để mình thoải mái hơn không? Đó đúng không? Con. Vậy thì cô Ốc nè, cô Tô Nhi A nè với mẹ sẽ cổ vũ Thiên Kim nha. Dạ. Cảm ơn Thiên Kim. Đây chính là điều mà mọi người, và nhất là mẹ của con, ba của con, mong muốn được nhìn thấy một Thiên Kim thật là mạnh mẽ. Cảm ơn hai mẹ con thật nhiều vì đã đến đây ngày hôm nay, và thương chúc hai mẹ con luôn ở bên cạnh nhau, tràn ngập sức khỏe và bình an. Thưa quý vị khán giả, câu chuyện của Thiên Kim và mẹ Hữu Nghị ngày hôm nay thật là buồn, nhưng mà đằng sau những giọt nước mắt ấy, Vân nghĩ rằng vẫn còn lấp lánh ánh sáng niềm tin của hy vọng, và mong là quý vị khán giả sẽ luôn đón xem chương trình Điều Con Muốn Nói để tiếp tục được lắng nghe những câu chuyện xúc động như vậy. Anh hai coi là người gương mẫu và có một đầu bị đem ra so sánh. Giá như mình là con trai tuổi dậy thì với những thay đổi về tâm sinh lý, nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Mẹ bên hai đều nói là sao bây giờ con này xấu ngày xưa. Liệu người lớn có đủ tinh tế với con trẻ? Mình cần lắng nghe, và đặc biệt là cũng cần thay đổi cái cách trò chuyện và tương tác của cha mẹ với con cái. Điều Con Muốn Nói với câu chuyện của bé Minh Ngọc với những tâm tư tuổi mới lớn, được phát sóng vào lúc 20h30 thứ Bảy ngày 21 tháng 12 năm 2019 trên VTV9. Thưa quý vị khán giả, đã đến lúc chúng ta phải nói lời chào tạm biệt, và hy vọng là quý vị khán giả sẽ luôn đón xem chương trình Điều Con Muốn Nói được phát sóng vào lúc 20h30 tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV9. Chương trình do VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.